Mình đã đến ở cái lễ hội Đông Bắc khu vực tỉnh Lạng Sơn nhá. Ở đây gọi là lễ hội về văn hóa, du lịch và thể thao ở khu vực vùng Đông Bắc đang diễn ra ở tỉnh Lạng Sơn trong cái ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 11. Thì hôm nay mình đang ở cái khu vực thành phố Lạng Sơn. Xin chào các bạn nhá. Những cái con vịt quay ấy là nó màu rất là đặc trưng, màu đặc trưng và có cái vị măng mật các bạn ạ. Ở đây là đẹp lắm. Những ai mà đi qua Lạng Sơn ấy thì chúng ta không thể bỏ qua được món vịt quay ở khu vực tỉnh Lạng Sơn này nhá. Ta sẽ được xem món khai đen được đưa vào ống tre, một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn mình các bạn ạ. Cái món này thì có cái sự độc đáo. Sự độc đáo ở đây là người ta đưa vào trong cái ống tre. Đưa vào ống tre đấy. Mình cũng muốn phát triển về cái món đặc sản thạch đen này nhá, tất cả mọi người thạch đen trong ống tre. Thạch đen trong ống tre. Cảm ơn. Đó đây này. Không đâu, thạch đen trong ống tre. Chúng ta đến một khu vực gọi là chuyển lãm về các trang phục của các dân tộc. Ở đây mình cũng không rõ lắm là trang phục này là dân tộc gì. Trang phục này là dân tộc gì đấy. Ở bên trong này thì là có dân tộc Tày, dân tộc Nùng được hoặc là dân tộc Giao mà người ta cách điệu đi thôi. Đó. Ở đây này. Những cái truyền thống của người Tài Nùng. Ở bên kia thì là tỉnh Tuyên Quang này, bên này tỉnh Lạng Sơn này, đằng bên kia là gian hàng của tỉnh Cao Bằng này. Đây các bạn nhìn đây nha, đây là những cái dân tộc Tài Nùng nhá, đặc biệt là ở khu vực Lạng Sơn với dân tộc Tài Nùng là chiếm gần như là 90% đấy. Đó, 90%. Có một chị ở bên Hà Giang, Hà Giang là quê chú của mình đấy, thì là sản phẩm đây đang dệt thì dệt thủ công đó nha các bạn ơi, dệt thủ công đó nha, dệt thủ công bằng tay đó, nhưng mà chăm chú này, cái này đòi hỏi cái sự người dệt phải có tính rất là kiên trì cơ. Tính của người này phải kiên trì thì mới dệt được các sản phẩm thủ công và bằng tay như thế này. Bây giờ cứ quay qua một cái thôi, mình không được phép vào bên này đấy. Đi vào bên này thì là ở đâu thấy ở Việt Nam. Đây là bắt đầu rồi, có trống này, cách tùng 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 cách 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 cách